Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 20 tháng 11 năm 2021 về việc Hà Nội cho học sinh lớp 9 ngoại thành đi học trực tiếp từ 22 tháng 11. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản hòa tốc đồng ý cho một số học sinh lớp 9 ở 17 huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 3969 ngày 17 tháng 11 năm 2021. Theo đó, tại các đơn vị xã, phường, thị trấn của 17 huyện và thị xã của Hà Nội có cấp độ dịch ở cấp độ 1. Cấp độ 2, trong 14 ngày tính đến ngày 16 tháng 11 không có các ca F0 trong cộng đồng thì mỗi xã chọn một trường trung học cơ sở để cho học sinh lớp 9 đi học trực tiếp. Các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến, học sinh mầm non tiếp tục nghỉ học ở nhà. Học sinh lớp 10, 11, 12 ở Hà Nội bao giờ được đi học trực tiếp, riêng đối với học sinh các trường trung học phổ thông, học sinh khối lớp 10, 11,12 theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, do học sinh cư trú tại nhiều địa bàn khác nhau nên Sở đề xuất cho học sinh trở lại trường sau khi các em đã được tiêm phòng vaccine COVID-19 theo nguyên tắc tiêm xong khối nào thì cho khối đó đi học trực tiếp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục, đảm bảo sẵn sàng, an toàn tuyệt đối khi tổ chức dạy học trực tiếp. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.